Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thượng bậc Thánh Bồ Tát. Từ vô lượng kiếp, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thượng bậc Thánh. Ngài thọ trì đức khiêm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám, kinh suốt cạt người vì nhân duyên trước sau, các người sẽ thành Phật. Chắp tay cung kính lạy người, cho hoa sen nở giữa trời quê hương, trầm luân một cõi vô thường, nắng mưa gió bão một cung điện giàu. Chắp tay cung kính lạy người, thân tâm sáng tỏa nụ cười Như Lai, đường mây in dấu chân thái, phương duyên thị hiện đạo màu chân như. Thì hôm nay cũng có duyên lành và Phật Pháp, mà cũng là lần thứ nhì chúng ta được hội ngộ tại đây. Thì tôi xin thưa, khỏi cần giới thiệu nữa, chứ Phật tử đây đã biết tôi nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng. Nhưng trước khi đi vào bài giảng thì tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, điều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Thì hôm trước tôi đề nghị 3 câu, tất cả là 7 câu, nhưng chúng ta mới đi 3 câu thôi. Thì câu thứ nhất là chúng ta đi Phật thất, niệm Phật đây có mục đích để làm cái gì? Rồi cái thứ hai, câu thứ hai là cõi cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Và câu thứ ba là lấy cái gì để giảng sanh về cõi Phật A Di Đà? Nghe sau khi chết đó, bây giờ đúng ra bây giờ mình phải giảng sanh rồi đó, nhưng mà mình còn phải chết nữa. Thì chết rồi còn lại cái gì? Cái đó ở đâu? Nó ra làm sao? Và mình điều khiển nó giảng sanh về cõi A Di Đà như thế nào? Thì cái đó chúng ta phải rành. Nhưng mà một câu thứ nhất là chúng chưa xong đó. Nào thì nếu có gặp nhau thì chúng ta đi tiếp nữa. Chứ còn 7 câu á, câu thứ tư đó là muốn giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà cần phải có mấy điều kiện. À, tôi nói luôn 7 câu rồi, coi nào chúng ta gặp nhau 7 câu này chắc cũng ít nhất cũng là chúng ta gặp nhau có 7-80 lần á, chứ không phải mỗi lần mà được. Và câu số 4 đó là muốn giảng sanh về cực lạc phải cần bao nhiêu điều kiện. Và câu số 5 thì tính hạnh nguyện cái nào có trước, cái nào có sau. Và câu số 6 tính hạnh nguyện cái nào quan trọng. Và câu số 7 là quý ông quý bà đi Phật thất tu tịnh độ gì, có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh hay không? Câu này là quan trọng nhất đó. Câu này là quyết định vào vấn đề sáng tỏ để tu cho giảng sanh. Nếu mà lỡ không giảng sanh thì chúng ta vẫn giảng sanh thôi, nếu tu pháp môn tịnh độ. Câu này là câu độc đáo nhất, nó nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Tôi ngồi coi và tôi thấy nó rất hay. Nghĩa là chúng ta tu Phật thất thì có niệm Phật như vậy nè, có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh hay không? Có người không biết tôi có giảng sanh hay không, không giảng sanh. Có người nói là tôi chắc chắn giảng sanh 101%, nhưng mà nếu không giảng sanh thì sao, có phạm tội nói dối hay không? Thì mình thường nghi ngờ ở chỗ đó đó. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu cho nó rành. Đây tôi nói sơ thôi. Thì ví thí dụ bây giờ quý vị bây giờ đi thi nè, thi vô lớp đại học của Phật A Di Đà,
học sinh đó mà đi thi đó, thì hỏi vợ em đi thi chắc chắn đậu hay không, thì nói không biết à, tôi đi không biết có đậu hay không à, thì người này không đậu. Là tại sao vậy? Thiếu cái niềm tin. Cái niềm tin là một cái bích tông, một cái tác ý rất mạnh đẩy chúng ta đi tới thế giới cực lạc. Còn một người trả lời là tôi chắc chắn 101% là giảng sanh, vượt quá chỉ tiêu. Rồi tới chừng thi rồi kết quả treo lên bảng vàng thì không có tên, rớt, lọt sổ hay là lọt cót, xưa kêu là thi cót, lọt lần thứ nhất, thứ nhì lọt luôn, tức là quá tệ đó. Thì như vậy có phạm tội nói dối hay không? Và chúng ta phải để ý mấy cái này là cái quan trọng nhất của người tu tịnh độ. Thì tôi trả lời rất sáng tỏ vì tôi thấy Phật tử lơ mơ lắm, không có hiểu giáo pháp rành, thành ra người tu tịnh độ 10 người giảng sanh có 8-9, giảng sanh có 1-2 à, còn 8-9 là rất hết. Mà thật sự pháp môn tịnh độ nó tu 100 người giảng sanh 100 người, tôi dám nói vậy đó. Nhưng mấy người không giảng sanh thì sao? Vẫn giảng sanh thôi. Nhưng cái đó chắc khi khác, bữa nay không đang được, cái đó nó quan trọng lắm. Thấy không? Thì đó, thì người học sinh này cũng phải trả lời là tôi chắc chắn thi đậu 101%. Mà nói như vậy tôi về tôi nằm ngủ, tôi ăn ngủ không, thì cái này là nói dối. Còn nếu nói vậy mà suốt ngày thức khuya dậy sớm, dùi mài kinh sử lo học không, mà lỡ thi rớt thì sao? Ngoài ý muốn thôi, phải không? Cuộc đời ai có chắc chắn, ai có học được chữ ngờ đâu. Mấy ông mấy bà nào có đi học nhớ đó, một cái lớp học thí dụ 60 đứa học sinh, một đứa học hạng nhất hạng nhì thì thầy giáo chắc chắn là đi thi đậu rồi đó. Còn có đứa học hạng 30, 40, 50 mà tới đi thi, đứa hạng 50 lại đậu, đứa hạng nhất đó trong lớp lại thi rớt, có không? Có. Như vậy là phải cái thằng hạng nhất này nó làm biếng không? Phải. Nó làm biếng là sao mà trong lớp học nhất hạng nhì được? Nó cố gắng cuối cùng. Nhưng mà nên nhớ học tài là thi mạng, anh ta nói học tài là thi phận. Nó còn những cái duyên nghịch, nghịch duyên nghịch cảnh nữa, còn những cái nghiệp lẻ tẻ nữa. Là cái đó là ngoài ý muốn của mình thôi. Cái đó chỉ có Phật nó mới hiểu được, Bồ Tát còn có chỗ còn chưa hiểu rõ. Thành ra cái trong Hoa Nghiêm nó rất là hay cái chỗ này. Thành ra tu tịnh độ ai có hỏi, tôi có hỏi mấy bà nào ở đây cũng 2-3 bà cũng trả lời vậy đó. Con không biết có giảng sanh hay không, tôi nói không giảng sanh. Còn nói con giảng sanh 101%, 105% quá chỉ tiêu. Bà nói vậy coi chừng bà nói dối đây. Qua cực lạc mà kiếp không có bà thì bà nói dối. Không có nói dối đâu. Nếu mình về niệm Phật ngày đêm, mình tinh tấn, mình bền bỉ trên vấn đề cầu giải thoát, nghĩa là cái tâm tính thành. Mà nếu cuối cùng không giảng sanh thì đó là ngoài ý muốn mình thôi, ngoài ý muốn của mình thôi. Còn nếu mình về mà giảng sanh mà làm biến đó, thì nó kẹt. Thành ra Phật tử phải nắm, thì tôi nói là nắm trên cái tâm. Chúng ta có 3 nghiệp: nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý. Mà trong đó có nghiệp nào quan trọng nhất mà ông bà biết không? Ý. Giỏi, cho anh Trần pháo tay để nhớ. Thành ra nếu thân mình có giết, miệng mình có chửi thề, mà cái ý mình tốt thì chưa có ác nghiệp đâu. Còn trái lại, cái thân mình làm việc lành, cái miệng mình nói lời dịu ngọt, mà cái tâm mình ác, thì cái này lành hay dữ? Phải dữ. Như vậy là cái hành động có thân, hành động có miệng chưa có quyết định được cái tội hay phước. Có nhiều người nói chuyện rất là ngọt ngào mà trong tâm một bồ dao găm. Có nhiều người mắng xả nói chuyện rất là sẵn nhưng mà trong tâm rất là tốt. Thành ra Phật tử đây phải nắm cái tâm. Cái đi Phật thất mục đích của mình đó không phải là để giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời, không thèm. Được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ, thèm không? Không thèm.
Được bến bờ núi báo cù lao châu ngọc, lầu đài xe cộ của quý cõi sống nơi vui, chịu không? Không. Chỉ lấy cái giảng sanh thôi. Bây giờ đi bệnh vô bác sĩ, bác nói sĩ nói bây giờ bà bỏ cái nguyện giảng sanh đi, tôi sẽ chích mũi thuốc vài triệu bạc cho bà, nếu bà sẽ sống được 10 năm 20 năm, chịu không? Không. Tại sao vậy? Mình phải nắm vững cái này. Thì nó có hai cảnh giới. Một cảnh giới tu bằng cái thể xác của chúng ta, và một cảnh giới tu trên linh hồn. Chúng ta hiện bây giờ cái linh hồn của chúng ta giống như cái dòng nước biển vậy. Dòng nước biển nhớ là bao la nha, vô lượng vô biên. Mình thí dụ thôi, chứ nó không phải, nhưng mà để chúng ta nhận được cái, chúng ta ra cái biển, chúng ta thấy cái biển là vô lượng vô biên, nghĩa là nó không có ranh giới. Thì cái A Lại Gia của quý ông quý bà với của tôi với Phật Thích Ca Phật Kỳ Đà bằng nhau, nhưng vì một niệm bất giác cho nên nổi lên những cái hột nhỏ nhỏ. Thì chúng trong duy thức kêu là chủng tử, chúng ta khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Chính cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước học hỏi này, đó là những cái chủng tử nằm trong cái dòng A Lại Gia của linh hồn chúng ta. Nếu mà không có những chủng tử kinh nghiệm kiến thức này đó, thì cái A Lại Gia chúng ta với A Lại Gia Phật Thích Ca Phật A Di Đà bằng nhau hết trơn. Thì chính những cái chủng tử này chúng ta chấp làm ta, làm của ta, làm tự ngã của ta, từ đó mới có sự xác biệt nhau hết. Còn Đức Phật Ngài trở về cái dòng nước biển, trở về cái biển, cái vô lượng vô biên rồi. Thành ra tất cả những kinh nghiệm kiến thức của chúng ta và của tất cả toàn chúng sanh trong pháp giới, tức là vô lượng vô biên chúng sanh trong pháp giới, đều là cái hiểu biết của Đức Phật. Còn chúng ta lấy từng cái hiểu biết riêng của chúng ta làm cái tôi, thành ra chúng ta thấy phân biệt khác nhau. Người này khôn, người này ngu, người này dại, người này khéo léo, do cái số chủng tử mà mình chấp lấy trong cái kho A Lại Gia của mình. Thật ra cái kho A Lại Gia thì vô lượng vô biên, nhưng mà cái số chủng tử mình chứa trong đó có chút béo, nó giống như một cái bọt nước ở trên cái bãi biển vậy. Cái hiểu biết chúng ta giống như có bọt nước trên bãi biển. Còn cái hiểu biết của Đức Phật là vô lượng vô biên, bọt nước trên bãi biển, nghĩa là tất cả hiểu biết chúng ta đều là hiểu biết của Như Lai hết. Thành ra cái thể của biển này, cái thể của A Lại Gia của mình với cái thể A Lại Gia của Đức Phật bằng nhau. Mà chúng ta lại có những chủng tử trong cái biển A Lại Gia đó, thành ra chúng ta ôm lấy cái đó làm cái A Lại Gia cá nhân. Còn Đức Phật không có chủng tử, mà có nghĩa là có vô lượng chủng tử. Tất cả chủng tử của chúng ta, của chúng sanh, trâu, bò, heo, chó, người, trời gì cũng là chủng tử của Ngài hết. Ngài không có cái chủng tử riêng. Một ông bác sĩ thì ngành rành về bên bên ngành sinh lý học với về cơ thể của mỗi người thôi. Còn các nhà kỹ sư thì rành về bên giờ kiến trúc. Còn có người thì rành về vật lý, người rành về sinh lý, người rành về tâm lý. Còn Phật là cái rành toàn diện. Mà toàn diện thì đâu còn dính mắc vào đâu nữa. Cái lớp nào Ngài vô Ngài cũng làm thầy hết trơn. Ngài dạy dạy cho Ngài không dính mắc vào cái lớp đó. Thành ra Đức Phật có thể đi vào lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 12, lớp 15. Lớp nào Ngài cũng vô được hết. Mà Ngài không dính mắc vào lớp nào hết. Còn chúng ta là lớp 7, chúng ta lấy cái trình độ của lớp 7 làm tôi, làm của tôi, làm tự ngã của tôi. Do đó có hiểu biết chúng ta nó bị chênh lệch, bị méo mó đi. Nhưng mà cái thể chứa, cái bản thể mà chứa kho A Lại Gia của chúng ta, chứa cái chủng tử chúng ta là cái bản thể này với bản thể Đức Phật là một cái bản thể thôi. Nhưng mà chúng ta không tu trên bản thể, mà chúng ta tu trên hiện tượng hình tướng, hình tướng của chủng tử. Do đó mấy ông bà đây chủng tử hiểu biết khác nhau hết. Nếu chủng tử nào mà giống nhau, tương ưng nhau thì đó là bá nha tử kỷ, người tri kỷ. Còn Phật không có tri kỷ, mà này có vô lượng tri kỷ, ai ngày cũng hợp hết đó. Còn mình hãy hợp người này mà ghét người khác. Bây giờ hai cái chủng tử trong A Lại Gia nó khác nhau. Còn Phật sống với ai cũng được hết. Thành ra Phật là một đại chúng sanh, chúng là chung, sanh là sống, sống chung với nhau. Còn mình không sống chung đâu.
cái pháp hội vậy là 70-80, chứ trong này cũng có là đụng nhau rồi đó. Tôi không biết nhưng mà tôi biết nó vậy đó. Bởi vì cái ai là giao của mình chấp cái hiểu biết của tôi là đúng rồi. Ông kia nói hiểu biết anh đúng đâu bằng hiểu biết tôi. Người thấy gì người thấy người khác. Thành ra Đức Phật mới lập cái giới luật là tất cả phải sống đồng giới luật với nhau. Mẹ bỏ giới luật ra thì lộn xộn. Thành ra tôi đi các nơi thì thấy không có chỗ nào mà hòa hợp. Còn Đức Phật 1250 vị tỳ kheo đã đều sống một cái giới luật thôi. Các ngài có cái hiểu biết nó rộng rãi. Thánh nhân mà. Chúng ta thấy là trong kinh Trung Bộ đó kể lại câu chuyện mà Xá Lợi Phất dạy cho cái ông thợ rèn đó về pháp ông tu. Dạy cái gì biết không? Dạy ông thợ rèn quán tử thi. Ông làm 3-4 năm trời không kết quả. Cuối cùng ông vô bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất lại rầy. Rồi Xá Lợi Phất lại dạy cho cái ông giữ nghĩa địa đó quán hơi thở. Ông làm 5-6 năm không kết quả. Ủa vô bạch Thế Tôn đổi cái pháp môn. Thế Tôn nói ai dạy ông đó? Nói Xá Lợi Phất. Ngài kêu Xá Lợi Phất này rầy. Ông dạy pháp môn phải thích hợp với người đó. Người giữ nghĩa địa mà ông dạy quán hơi thở thì thôi chết rồi. Nó hửi cái mùi thúi của người chết thì nó chết phải không? Tại sao ông không dẫn qua dạy quán thấy ma? Rồi cái người thợ rèn thấy rèn đâu thấy vô thấy ra, ông lợi quán tử thi làm sao quán thấy ma? Tại sao ông chưa cái thợ rèn thục vô thục ra quán cái hơi thở thì nó hợp? Đức Phật chuyển cái quán lại ông mới tu có vài tháng đặt quả là tài tình là vậy đó. Thầy giáo dạy cũng được mà hiệu trưởng dạy cũng được, nhưng hiệu trưởng người ta linh động hơn, người ta có sự sáng tạo hơn, người ta biết trình độ người thợ rèn là phải dạy quán hơi thở đi vô thấy ma làm sao được. Người giữ nghĩa địa mà đem đồ vô chôn thay ma vô chôn hoài mà biểu quán hơi thở hít cái mùi túi đó thì chết mồ luôn. Mà chúng ta thấy đó là cái khác nhau là cái chỗ linh động và cái sáng tạo sinh động và linh động của từng vị giáo hóa. Cái nguyện của tôi là nếu tôi chưa đắc quán là nguyện tôi không trụ trì và không thâu đệ tử. Nguyện nào chứ không có thề nào, đạo Phật không bao giờ thề. Nguyện nó cũng như tôi nguyện giảng sanh về cõi Phật vậy đó. Mà không về là ngoài ý muốn tôi thôi. Tôi tu là sanh tử á. Ông bà coi cái trình độ tu của tôi mới thấy sợ á. Không có kịp thì giờ cắt móng tay đó. Đi bát về rồi xem kinh rồi ngồi thiền suốt đêm. Không có tiếp chuyện bên ngoài. Thế mà cuối cùng tôi hiểu giáo pháp thì tôi thấy đắc bỏ lãng rất là khó. Chứ hồi xưa tôi đâu có tin pháp môn tịnh độ. Nó khó hiểu quá đi. Pháp môn gì mà có hình, có tướng, có thế giới cực lạc, có lầu cát, ở bát nước không đứt mà lại không có sanh già bệnh chết, không có tám khổ. Nói dốc. Quý vị đặt cái câu hỏi, chứ tôi đặt câu hỏi đó là, trong thế giới cực lạc không có tám khổ, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có thương yêu, không có lù thù ghét, không có sắc thọ tưởng hành thức quá lắm. Mà đã có hình có tướng, nếu nói vậy thì thế giới quế độ này của Phật Thích Ca là sai hết. Phật Thích Ca giảng pháp sai. Tôi đi hỏi không ai trả lời được hết. Rồi cuối cùng tôi phải nhờ duy thức. Tới chừng đi sâu vào duy thức tôi mới thấy nó có hai thế giới. Một thế giới của dòng nước biển. Một thế giới của sóng biển. Dòng nước biển là thế giới tánh cảnh, thế giới vô lượng vô biên, thế giới chuyển biến từng sát na, thế giới hiện tiền. Còn thế giới quế độ của sóng là thế giới của chu kỳ. Thế giới có hình, có tướng, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Thế giới của chướng ngại. Còn thế giới kia là thế giới xuyên suốt. Một vị giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà rồi sẽ có cái nhìn, có cái hiểu biết tương đương với một vị A-la-hán. Dốc. Nhưng mà nếu nghiên cứu sâu thì đúng. Nhưng mà tương đương chứ không phải là của mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn biết cõi trời sắc giới thì tự lực tôi tu, tôi phải chứng tới tứ thiền. Rồi tôi dùng cái thần thức của tôi xuất khỏi sắc thân này, tôi qua cõi trời tứ thiền sắc giới. Còn cái cách thứ hai là tôi không chứng đắc. Giống như Nan Đà, Đức Phật mới nâng cao cái thần thức của tôi, dẫn tôi về thế giới đó, tôi thấy được thế giới tứ thiền. Hay là bây giờ nói vậy thì quý ông mấy bà bây giờ từ đây mấy ông mấy bà đi qua Mỹ
thì mấy ông bà phải nương trước phản lực mới về Mỹ vậy. Thì thấy cái thành phố nữ ước như thế nào đó. Còn tôi không cần phản lực. Tôi ngồi đây tôi bắt kiết già một cái là tôi sức thần sức hồn ra, tôi đi qua bên Mỹ. Thì thấy thành phố nữ ước với mấy ông bà thấy có khác nhau không? Thì cái thấy cũng giống nhau chứ gì, phải không? Thì mấy ông bà cũng dùng con mắt để thấy, và tôi sức thần tôi cũng thấy cái thành phố nữ ước cũng giống hệt vậy thôi. Nhưng mà cái thấy của mấy ông bà với thấy của tôi có khác nhau không? Khác. Mấy ông mấy bà nhờ phản lực mà thấy được thành phố nữ ước. Tôi ngồi ở Việt Nam mà tôi xuất thần ra tôi thấy thành phố nữ ước. Hai cái thấy giống nhau nhưng cái định lực bên trong hoàn toàn khác nhau. Mấy ông phải nhờ tha lực, tôi tự lực thôi. Thí dụ bây giờ như tôi ở đây, tôi đắc quả la hán rồi. Tôi nói thí dụ nha chứ tôi chưa đắc à. Thí dụ như tôi đắc quả la hán đi, rồi bây giờ tôi dùng cái thần thức, tức là xuất thần đó, tôi qua thế giới cực lạc, tôi khỏi cần A-di-đà tiếp dẫn. Còn mấy ông bà không có đắc A-la-hán, không xuất thần được. Thì mấy ông bà Phật A-di-đà ơi, con đã nhất niệm rồi, chứ con chưa tới vô niệm, chưa tới A-la-hán, con đã nhất niệm rồi, con dứt bỏ những cái bốn đường ác rồi. Con bây giờ đang ở người trời, tự lực con có thể về người trời, chứ con không thể về thế giới cực lạc nữa, A-di-đà tiếp dẫn con. Thì A-di-đà mới dùng cái Phật lực tiếp dẫn cái linh hồn, cái thần thức mình về thế giới cực lạc. Thì mấy ông bà thấy cảnh giới cực lạc với tôi thấy, thì hai cái thấy giống nhau, phải thấy không? Nhưng mà mấy ông đi về, mấy ông bà đi về đó phải nhờ cái tha lực A-di-đà, tôi không cần. Tôi đắc quả tự lực tôi có thể về đó. Thành ra cái thấy thì giống nhau, nhưng mà cái định lực khác nhau hoàn toàn. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu tại sao mình phải cầu giảng sanh chưa? Nếu quý vị là A-la-hán thì khỏi cần cầu. A-la-hán là 24/24 Phật tánh. Còn bất lai đó mới có 3/4 Phật tánh, còn 1/4 tư tưởng. Tư tưởng là quế độ, Phật tánh là tịnh độ. Thành ra nếu mà đã 24/24 là Phật tánh rồi thì một vị A-la-hán có thể tự tạo thế giới cực lạc của mình để độ hết tất cả chúng sanh giống như Phật Di Đà. Phật Di Đà hồi đó là Pháp Tạng Thì Kheo đắc quả la-hán rồi, thành ra mới ngồi phát 48 lời nguyện và phải tu 5 A Tăng Tỳ Kiếp thì mới tạo thành thế giới cực lạc bây giờ, mới tiếp độ chúng sanh. Mờ chúng sanh bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, dầu ngài có kéo về cũng về không nổi nữa, bị nó tạp niệm. Thành ra bên xứ cực lạc không có bốn đường ác, chỉ có người trời dục giới, sắc giới, vô sắc thì ngài tiếp dẫn được. Bởi vì cái thần lực người ta mạnh, nhưng mà mạnh là mạnh ở cõi sống á, chứ sống mà làm sao qua cái dòng nước được. Bởi vì cái thế giới dòng nước với thế giới sống là hai thế giới khác nhau. Thế giới của cái dòng nước linh hồn là thế giới vô lượng vô biên, còn thế giới của sống là thế giới của hữu lượng hữu biên. Tất cả quý ông quý bà đây là chỉ có một số chủng tử kinh nghiệm kiến thức nhỏ biếu, như tôi nói là một cái bọt nước ở trong cái bãi biển linh hồn thôi. Còn hết cả chúng ta thì cũng chỉ là mấy trăm cái giọt nước ở trong cái bãi biển linh hồn thôi. Mà mình không tu trên linh hồn, mình tu trên cái bọt nước. Thành ra từ cái bọt nước mà nhận lại cái dòng nước linh hồn không nhận được đâu. Phải nhờ cái tha lực của Phật A-di-đà. Còn một vị nhập lưu đó, người ta tu trên linh hồn, trên cái dòng nước linh hồn, nhưng người ta nhận được có 1/4 thôi, còn 3/4 là tu trên quế độ, trên tư tưởng. Thành ra không giảng sanh được. Còn thánh nhất giảng lai, thánh thứ hai được 2/4 bát nhã, 2/4 Phật tánh, còn 2/4 tư tưởng, cũng không giảng sanh được. Còn thánh thứ ba là bất lai được 3/4, còn 1/4 tư tưởng, cũng không giảng sanh được. Thánh A-la-hán 4/4 là bát nhã hết, không có tư tưởng nữa. Thành là tự lực ngài có thể đi về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, không cần A-di-đà tiếp dẫn. Mình có chết không? Chết không? Rồi có cái gì không chết không? Có không? Không. Cái thể xác phải chết, Phật Thích Ca còn phải chết mà. Nhưng mà có một cái không chết, cái đó chính là
linh hồn. Mà cái đó ở đâu? Nó ở khắp nơi bàn bạc trên không gian, giống như điện này, giống như làn sóng điện vậy. Nó mượn cái thể xác này để phát hiện qua sáu căn. Một con mắt là bóng đèn, cái lỗ tai là quạt máy, cái lỗ mũi là bàn ủi điện, cái miệng đó là cái tủ lạnh chẳng hạn. Nó nhiều cái. Thì nói bóng đèn thì nó cho gọn một chút. À, bây giờ tôi có cái quạt máy nè, có bóng đèn nè, có bàn ủi nè, có tủ lạnh nè, có radio nè. Khi tôi ghim điện vô, luôn cái đường điện linh hồn vô, thì quạt máy nó quay, ánh đèn phát ra ánh sáng, bàn ủi nó cho sức nóng, tủ lạnh nó cho lạnh. Phải thế không? Thì tất cả cái quạt máy này quay là nhờ cái gì? À, luồng điện linh hồn. Cái bóng đèn cho ánh sáng là nhờ cái gì? Linh hồn. Cái tủ lạnh mà cho cái lạnh là nhờ cái gì? Mà nếu rút cái luồng điện linh hồn ra rồi thì cái này còn hoạt động nữa không? À, rồi chúng ta chết, chúng ta tu là tu đợi cái quạt máy này nó hư rồi thì có thọ mạng quạt máy hết. Bây giờ rút luồng điện vô nó quay không? Rồi bóng đèn nó đứt rồi, bây giờ rút luồng điện vô nó cho ánh sáng không? Cái tủ lạnh nó hư rồi, vì rút luồng điện nó lạnh không? Chúng ta tu trên cái đó, trên cái xác thân này. Khi mắt đuôi tai điếc, lỗ mũi nghẹt, cái miệng câm, cái xác thân là chức hết rồi. Có người chết có nửa thân thôi, kêu là bán thân bất tuổi. Nhưng mà nửa thân bên đây còn vẫn còn sống, sống hoàng hoại có nửa đời người thôi, đau đớn vô cùng. Còn bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân tôi vẫn còn, mà tôi tu trên linh hồn, trên cái linh hồn luồng điện, tôi lấy linh hồn luồng điện ra khỏi xác thân này, thì mắt thấy tai nghe mũi ngửi không? Nhưng cái luồng điện ra khỏi thể xác này rồi thì mắt còn tốt, tai còn tốt, mũi còn tốt, thân còn tốt, nhưng mà mắt còn thấy được không? Nếu quý vị tu mà trên với người xác thân thì lẫn quẩn lắm, nó sẽ bị nghịch khảo, rồi quý vị có thể bị bỏ cuộc. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này, thì đó là tu trên sắc thân này đấy. Tu trên nhất niệm, tập trung vào một cái đối tượng, gạt hết tất cả mọi đối tượng khác ra. Hồi nãy hồi đó tôi xuống dưới, có một cô nào xuống bên ai biết cô có vô nghe không à? Để giảng cho cổ đấy. Cô tập trung mạnh cho tới nhất cái đầu. Cô hỏi tôi bây giờ làm sao hết sư? Tôi nói làm sao là không hết đâu. Bây giờ cô bớt tập trung lại. Cô nói khi mà bớt tập trung thì nó bớt nhất, mà tập trung mạnh vào cái câu niệm Phật đó thì nó nhất cái đầu. Tôi nói cái đó là dĩ nhiên rồi. Nó còn ấn chứng nữa đấy, cái đó là một trong vô lượng ấn chứng. Cô còn có thể cấy cảnh giới tiên, cảnh giới này, cảnh giới kia, thấy cảnh giới A-di-đà, thấy đủ cảnh giới hết. Có khi thấy mình bay bổng. Mà nếu cô cho cái đó là thật, cô lọt ngũ âm ma. Cô thích thú nó, lọt ngũ âm ma. Còn cô chán ghét nó, lọt ngũ âm ma. Cô chỉ nhìn nó như là nó chỉ là cái tuồng hát thôi. Bởi vì cái A-la-gia mình tôi đã giảng rồi, nó chứa, nãy đó tôi nói, cái linh hồn mình đó thì nó vô lượng vô biên. Nhưng mà những cái kinh nghiệm, kiến thức học hỏi từ nhiều kiếp tới bây giờ nó chứa trong linh hồn, nó một khúc nhỏ thôi. Bây giờ mấy ông bà không có 1.000 kiếp, 1.000.000 kiếp bây giờ cũng vậy. Thì cái số chủng tử hiểu biết mình mà so với cái linh hồn mà vô lượng vô biên, nó cũng là một cái khúc nhỏ thôi. Cho tới tất cả mấy ông bà 6 tỷ người trên quả địa cầu này và vô lượng vô biên quả địa cầu hộp lại hết trơn đó, thì mới có bằng cái linh hồn của mình thôi. Linh hồn nó vô lượng vô biên vậy đó. Thành ra chư Phật người ta không nhận cái xác thân này, mà ta nhận cái linh hồn đó là người ta. Thành ra người ta không có của ta, không có tự ngã của ta, không có ta. Và mình thì cái xác thân này là tôi, là ta. Cái nhà là của tôi, vợ của tôi, con của tôi, tiền bạc của tôi, xe Honda của tôi. Chúng ta nắm cái chén nhỏ bé. Cái đau khổ, cái nhìn sai lầm đó. Còn Đức Phật Ngài thấy Ngài không phải là Ngài, mà tất cả cũng không phải là Ngài, nhưng mà Ngài vẫn là Ngài và tất cả vẫn là Ngài. Bây giờ tôi nói ví dụ là tôi lấy một cái khối đất thật là lớn, tôi nắng ra tôi, nắng ra quý ông quý bà, nắng ra cái tịnh xá này, nắng ra cái Phật Quan Âm, nắng ra tất cả đều bằng đất.
Thì nếu tôi nhận tôi đó, cái hình tướng của tôi đó là tôi đây đó, thì mấy ông bà với tôi khác nhau hết. Cái nhà giáng này cũng khác. Còn nếu ngay cái hình tướng này mà tôi nhận lấy chất đất, bây giờ tôi lấy đất nắng ra tôi, thì tôi không còn là tôi nữa, mấy ông bà cũng không còn là tôi, mà tất cả đều là đất hết. Nếu tôi là đất đó thì tôi là Phật. Tôi nhận được cái bản thể này thì tôi vẫn là tôi và tất cả vẫn là tôi. Tôi nhận cái chất đất thì tôi cũng là đất, mà tất cả cũng đều đất, toàn thể vũ trụ cũng đều là tôi hết. Còn tôi không thấy được chất đất, tôi thấy cái xác thân này là tôi, thì tôi với bà khác nhau, có chiến tranh đấy, có ganh tị, có hơn thua, có khôn, có ngu. Nếu tôi học hỏi nhiều, tôi là kỹ sư, là bác sĩ, thì tôi khôn mấy bạn, mấy ông bà ngu hơn tôi. Còn nếu tôi nhận chất đất thì mấy ông bà với tôi đều giống nhau hết trơn, đều bằng đất hết, không có ai hơn ai hết á. Thì bây giờ thí dụ mà tôi cầm trên tay, tôi đưa cái khăn nè, có khăn trên tay tôi không? Có không? Trả lời cho tôi tỉnh táo nha, đàng hoàng, là coi chừng cái đầu tóc đấy. Bây giờ tôi hỏi lại là có cái khăn trên tay tôi không? Có. Bây giờ có khăn trên tay nữa không? Không. Bây giờ tôi hỏi nghe cho kỹ ha, quý ông với bà thấy cái khăn trên tay tôi không? Thấy. Bây giờ thấy cái khăn trên tay nữa không? Tôi hỏi lại nghe không? Bây giờ thấy cái khăn trên tay tôi không? Thấy. Bây giờ thấy cái khăn trên tay không? Quý vị có phân biệt được cái khăn với cái thấy không? Có phân biệt cái đó không? Cái khăn là cái sự vật này, còn cái thấy nó phát từ linh hồn, phải không? Thấy là do linh hồn thấy, tôi đã nói rồi, hỏi thấy bằng con mắt thì nói thấy bằng linh hồn, phải không? Nãy có trả lời gì không? Nghe bằng cái gì nói nghe bằng linh hồn, không nói thấy bằng con mắt tôi rồi, cạo đầu hết rồi. Rồi tôi giảng nói thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, đi bằng linh hồn, phải không? Tôi có giảng chưa? Bây giờ tôi hai cái. Rồi tôi hỏi giờ có cái khăn trên tay không? Rồi thì bạch sư có, mạnh miệng có gì đâu. Bây giờ hỏi có khăn trên tay không? Thì bạch sư là không. Bây giờ tôi hỏi cái khăn này giờ có thì có, mà không thì nói không, sao? Còn cái thứ hai tôi không phải hỏi cái khăn này, mà tôi hỏi cái linh hồn á. Linh hồn nó mượn con mắt để nó thấy, phải không? Tôi có giảng chưa? Rồi tôi hỏi giờ thấy cái khăn trên tay không? Trả lời sao? Thấy. Bây giờ thấy cái khăn trên tay nữa không? Không thấy thì chết rồi. Cái linh hồn có khi nào mất không? Như ông lão nãy nói, chết thì xác thân chết, linh hồn vĩnh viễn không chết. Tôi có giảng chưa? Mà linh hồn là cái gì? Nó mượn cái xác thân này phát hiện qua sáu căn. Thấy là linh hồn thấy chứ không phải con mắt thấy. Con mắt là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của linh hồn. Cái lỗ tai là cái cơ quan làm phát hiện cái nghe của linh hồn. Cái lỗ mũi ngửi là cái cơ quan làm phát hiện cái ngửi của linh hồn. Cái chân đi đó là cái tai sai của linh hồn. Cái quạt máy quạt là cái quay của quạt máy là cái tai sai của luồng điện. Cái ánh sáng của bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Bây giờ nhớ chưa? Thấy, nghe, thấy, ngửi, hửi, nếm đều toàn bằng linh hồn hết. Còn con mắt, cái tai, lỗ mũi chỉ là cái cơ quan thôi. Cái quạt, máy quay, ánh sáng, luồng điện, cái tủ lạnh toàn là cái tai sai của luồng điện. Chứ quạt máy nó không có quạt, mà chính là luồng điện mượn nó để mà quay. Cái ánh sáng của bóng đèn không phải của bóng đèn, mà là của luồng điện mượn nó để phát ra ánh sáng. Thì cũng vậy, cái linh hồn mượn con mắt để thấy, linh hồn mượn cái lỗ tai để nghe, linh hồn mượn cái lỗ mũi để nói, để ngửi, linh hồn mượn cái miệng để nói, linh hồn mượn cái chân để đi. Thành ra nếu mình tu tinh linh hồn đó, mình muốn chết lúc nào chết. Còn tu thân thể xác thì đợi cái bóng đèn đứt, cái quạt máy hư, cái chân gãy rồi thì mới chịu chết thôi. Đó là chết bằng thọ mạng của mấy bà. Chết một cách tức tối, một cách tức tưởi. Chết không kịp chối, phải không? Muốn chết vậy không? Còn bây giờ tôi chỉ mà cách chết tự do, muốn chết lúc nào chết, muốn sống bao lâu thì sống,
muốn mang xác thân gì thì mang, muốn vô lớp học nào thì vô, nhưng mà không bao giờ làm học trò. Vô đó vô cho mình vẫn là linh hồn, chứ mình không phải là hình tướng hồn học trò. Chút nữa tôi sẽ đi tới cái đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn sống như thường thôi, nhưng mà từ nay vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Chúng ta có một cái nhìn khác, cái nhìn vào cái cuộc sống này nó khác với hồi xưa. Ví dụ xưa mình đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa xác thân bệnh, vì sanh cho nên khổ, cho nên già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bây giờ mình vẫn sanh già bệnh chết mà cái khổ không có, là tại cái nhận thức của mình, phải vậy không? Tại cái hiểu biết của mình. Ví dụ một người cho một bố thí cho một cái ông lão già đã 80 tuổi, mà ông này bỏng sẻn nhất, mà bữa đó lại có đám cưới con gái ổng thì mấy tay to mặt bự đến không à. Thì ông già 80 tuổi này đến xin ăn, ông không cho thì mất mặt, mà cho ít thì cũng mất mặt, mà cho nhiều thì tiếc. Giàu sao có nhiều giàu mà bỏng sẻn nào, mấy ông ra để ý coi. Có người nghèo mà lợi ra rất rộng rãi, thì ông đem 100.000 để cho ông lão này. Nhưng mà ông tiếc, ông lầm bầm trong bụng nói với cái ông là: ngày mai mà ông đến là tuổi chào tôi đôm ông á. Bữa nay nhà đám cưới con gái là mấy ông tỉnh trưởng, mấy ông giàu sang lợi không, mà bây giờ không cho ông thì tôi mất mặt. Mà cho 5-10 ngàn là coi không được, mà cho 100 ngàn tôi tiếc lắm nha. Mai mà ông đến là tôi tuổi chào tôi đôm ông á. Thì cái này theo đạo Phật tội hay phước? Cho 100 ngàn số tiền rất lớn, nhưng mà cái tâm thì cái tâm ác, tâm bỏng sẻn. Rồi ông già này mới đi qua nhà thứ hai, là một người nhà giàu nhưng mà không bằng cái ông già thứ nhất đó. Nhà giàu khá thôi, có con cái gửi tiền về xài đủ thôi. Còn ông già kia là tỷ phú. Thì ông thấy ông già này 80, mình cũng 80 mà mình đầy đủ hết trơn. Ông già này rách rưới lang thang, mặc áo rách hôi hám. Ông nói thôi, thấy tội nghiệp ông quá, tôi cho ông 100 ngàn. Đưa hai tay cung kính vào đàng hoàng: ông có thiếu cái gì, cần cái gì đến cho tôi hay tôi giúp nữa. Tôi thấy ông tội nghiệp, tôi thương ông quá đi. Tôi cũng một tuổi với ông mà tôi sung sướng vậy. Thì ông này theo đạo Phật là gì? Có phước hay có tội? Có trí huệ không? Tốt. Ông này phải là với ông với bà không? Phải đấy. Bây giờ người thứ ba, để chúng ta mới hiểu đạo Phật. Ông già nó mới qua cái nhà thứ ba. Nhà thứ ba là một người tu trên linh hồn, chứ không phải tu trên vật chất nữa. Là cái thóc tôi sắp giảng đó. Mới đem 100 ngàn ra cho ông lão, mà không có thấy ông lão nghèo, không có thấy mình giàu, không có số tiền cho. Tất cả đều là vô tướng, tất cả chỉ dùng hào quang do chúng sanh chụp mũ mà mới có hình tướng của ổng, hình tướng của mình, hình tướng của tiền bạc. Chứ thật tướng các pháp là vô tướng, tức là một cái luồng năng lực thôi. Ngày hôm qua, bữa trước tôi có giảng phải không? Phá bỏ điện tử rồi biến thành cái luồng năng lực. Rồi khi mà nó sao động, nó tham sân si, nó đóng kết lại mới thành người ta, mới thành ra điện tử âm, điện tử dương, mới thành A2O. Rồi mới ghép lại mới thành tế bào, mới thành mô, thành cơ, mới thành mắt, tim, gan, mới ráp lại mới thành con người này. Còn thật tướng của nó là một cái dùng hào quang, là một cái năng lực thôi. Thì một vị này đi tới chỗ đó, thấy ông lão này không có thật, mình không có thật, số tiền không có thật, đây chỉ là cái tuồng hát, là cái giấc chim bao thôi. Ông đem 100 ngàn ra cho mà tam lưng không tịch. Người cho không có, người nhận không có, số tiền không có. Đây chỉ là cái trò giả dối của cái tuồng hát thôi. Ông có bà có coi kính giảng hoa chưa? Làm cái kính giảng hoa để trong cái hộp vậy không? Rồi trong đó bỏ cắt cái giấy nhỏ nhỏ, xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, rồi nó bỏ trong đó, rồi lắc một cái nó ra đủ hình, rồi lắc một cái nó qua hình khác. Đó là cuộc đời này đấy. Có người thấy chùa, thấy tịnh xá, có người thấy nhà cửa, người thấy cung điện, lầu cát rồi, mà lắc một cái nó đổi liền. Đó là thế giới của chúng ta, nó không có thật. Nó thành ra người thứ ba này thấy là người cho không có, người nhận không có, số tiền không có, không cho với cái tâm không. Không có thấy mình giàu có, mình sung sướng, người này nhà cổ không có. Tất cả chỉ là ngũ quẩn thôi. Ngũ quẩn dai không, trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã chiếu kiến ngũ quẩn dai không. Ông già ngũ quẩn, mình cũng ngũ quẩn, số tiền cũng ngũ quẩn, tất cả đều là chân không, đều là chất đất thôi, không có thật. Thì ông này đi cho mà được cái gì mà ông bà biết không? Có phước không?
Có phước không? Không có phước. Có tội không? À, phước vô lậu. Nhưng vô lậu thì không phải là phước, mà cái đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đây là trí tuệ của A-la-hán, chứ chưa phải Như Lai. Như Lai còn cao hơn nữa. Thành ra cái đó là phước vô lậu như ông nói đó. Còn cái ông già thứ hai là phước hữu lậu. Lậu là rỉ ra, hữu lậu là còn rỉ ra, còn thấy có mình, có người. Còn cái này là mình, người và tất cả vạn vật đều là chân không, chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Ông già mới đi qua nhà thứ tư. Nhà thứ tư là một vị Bồ Tát Thánh, tức là đang đi con đường Như Lai đấy, chứ không phải A-la-hán. Ông mới dùng cái trí tuệ của ông, ông chiếu vào trong cái linh hồn của ông lão này. Ông mới biết cái tiền kiếp ông lão làm cái nghiệp bón sẻn, bây giờ mới phải đi ăn mày. Mà nếu mình không dạy ông cách tu cho ông thoát cái nghiệp này, kiếp sau ông ăn mày nữa. Bởi chúng ta sanh ra là do nghiệp, nếu chưa đắc quả. Thì bây giờ chúng ta gieo nghiệp ác thì kiếp sau ác nữa, kiếp này gieo nghiệp thiện, kiếp sau nghiệp thiện nữa. Rồi vượt khỏi nghiệp thiện ác như một vị thứ ba A-la-hán ấy, thì không sanh đầu thai, không đầu tay vào đâu hết. Nhưng ông lão này kiếp sau sanh ra là cái nghiệp ác nữa. Giờ chỉ ông cách tu để qua nghiệp thiện, mới đem 100.000 ra cho ông lão và mới giảng một bài pháp cho ông. Ông biết tại sao ông phải ăn mày như vậy không? Ông lão đâu có biết cái kiếp trước. Ông nhìn cho ngoài lại ra thì người này thấy liền trong linh hồn là nó chứa đủ hết. Nhưng mình không có tu linh hồn có biết nó chứa gì đâu. Nhưng cái ông Bồ Tát Thánh này, ổng là A-la-hán rồi, và ông phát tâm Bồ Đề, chẳng những là giúp mình thoát rồi, giúp người ta thoát luôn. Còn ông kia là thoát cho mình thôi, chứ không có giúp người kia. Vẫn cho một số tiền mà không dính mắt. Ông này không dính mắt mà làm bộ như dính mắt. Thầy giáo mà mới dạy ông này, ông phải quy y Tam Bảo, phải thọ trì năm giới, ông phải tu tập niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi niệm Phật nữa, thì ông mới đầu quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau, để ông chuyển cái nghiệp của ông. Thì kiếp sau ông sanh về cõi trời, không khéo ông trở lại kiếp này ăn mày nữa. Thì cũng cho 100.000, nhưng mà cho thêm một bài pháp nữa. Thì vị này là Bồ Tát Thánh, sẽ đi tới quả Như Lai, tự độ đã xong, còn độ thêm người khác nữa. Thành ra trong cái ông lão đó cho một cái tiền, một số tiền như nhau, cùng một ông lão như nhau, mà bốn cách nhìn khác nhau. Một người thứ nhất là bỏng sẻn cho tiền đó mà không có phước lại có tội. Ngay bây giờ là bốn đường ác, thì chết rồi đi kiếm bốn đường ác đầu thai vào đó. Còn người thứ nhì là có tình thương, thấy có mình, có người, mình cao hơn người khác, tức là có cái ngã. Có mình cao hơn người khác là người khác thấp hơn mình, thì thấy thương, thấy tội nghiệp. Thì cái tâm này là tâm trời, tâm trời. Thành ra chết sanh về cõi trời, ngay bây giờ là hưởng cái phước báo cõi trời, thì chết sanh về cõi trời. Còn vị thứ ba là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có số tiền, tất cả chỉ là giả tạm thôi, do nhận thức con người chụp mũ biến hiện thôi, chứ thật sự nó nền tảng nó chỉ là chân không, chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Thành đó ổng cho mà không có thấy mình cho, không thấy người nhận, không có tự nghiệp, không có gì, mà tất cả đều không thật. Không thật mà cũng không có luôn. Thì vị này tức là Thánh A-la-hán tự độ đã xong. Từ nay muốn thị hiện trở lại thì thị hiện, còn không thì ở Niết Bàn tịch tỉnh. Mà trong Pháp Hoa kêu là quá thành dụ. Còn nếu vị A-la-hán này phát Bồ Đề Tâm ra giáo hóa thì chẳng những cho mình không, dùng cái chân không của mình, ngũ quẩn dây không này, chiếu kiến vào cái ngũ quẩn của ông lão, thì những cái tiền kiếp ông lão, một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ông thấy hết. Do cái nhân kiếp trước tạo thì cái quả bây giờ phải hưởng. Còn nếu bây giờ ông tạo cái nhân nữa thì chết đi tương lai ông phải hưởng nữa. Mà cái nhân của kiếp trước còn rất nhiều cho ông, cái nhân xấu, bây giờ ông phải chuyển cái nhân đó. Tức là ông lỡ trồng cây bình bát rồi, thì hột bình bát rồi, lên cây bình bát, ra trái bình bát. Bây giờ tôi dạy cách ông chặt nó, tháp mãn cầu vô, thì hột bát cây bình bát mà lại trái mãn cầu. Cái đó đạo Phật kêu là chuyển nghiệp, nhưng mà không phải là đạo Phật mà là đạo trời. Thì ông già này tự mình đã độ, còn độ thêm cho người khác nữa, thì đây mới đúng là đạo Phật Bồ Tát. Còn vị thứ ba là đạo Phật La Hán.
Phật tự độ đã xong, cái này tự độ mà lại độ tha. Chúng ta không tu trên 6 căn nữa, không tu trên 6 bóng đèn nữa, mà chúng ta tu ngay luồng điển. Thì luồng điện lúc nào cũng có hết. Nếu nó không ống đèn thì nó bàn bạc trên không gian. Khi đủ điều kiện rồi nó phát hiện trong sợi dây điện rồi nó sẽ có cái tác dụng. Thì cái ánh sáng bóng đèn, cái quạt máy quay, cái đó không phải là điện, mà là cái gì mà không biết không? Cái dụng của luồng điện. Luồng điện có một thôi, nhưng mà cái dụng vô cùng. Cái quạt máy nào phải do điện quạt không? Phải không? Cái bóng đèn phải do điện phát ra ánh sáng không? Nhưng miệng nói cái ống đèn với cái quạt máy một thứ là sai, mà nếu nói hai là trật. Phải nói bạch sư, cái luồng điện của quạt máy, luồng điện của bóng đèn là một thứ, nhưng mà cái tác dụng quạt máy, tác dụng của bóng đèn là khác nhau. Bởi vì bóng đèn nó cho ánh sáng, quạt máy nó cho sức gió, sức mát, thì hai cái này phải khác nhau. Nhưng mà bên trong cái luồng điện của bóng đèn, luồng điện quạt máy là một luồng điện thôi. Con mắt với cái lỗ tai, lỗ mũi là một thứ hay khác? Nếu nói một thứ là sai, mà nếu nói khác nhau là trật. Con mắt thì nó thấy, chứ cái lỗ tai làm sao thấy được? Lỗ tai nó nghe, cái lỗ mũi nó ngửi, cái miệng nói, cái chân thì đi. Nhưng mà bên trong nó một luồng điện, linh hồn hay là hai luồng điện? Một hay hai? Thành nó đứng về linh hồn nó một thứ, rồi đứng về cái tác dụng thì nó khác nhau. Chính cái linh hồn qua con mắt cho thấy, chính linh hồn qua lỗ tai cho nghe, chính linh hồn qua lỗ mũi cho ngửi, chính linh hồn sai khiến các chân đi. Thì như vậy linh hồn là một thứ, nhưng mà con mắt làm sao mà nghe được, cái lỗ tai làm sao mà ngửi được? Con mắt chỉ thấy vậy, nó kể về cái tác dụng thì con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi khác nhau hoàn toàn. Còn nếu về cái bản thể thì là có một thôi. Sự vật thì nó có chính duyên. Cái luân hồi sinh tử tu theo cái căn mấy ông bà có chính duyên. Con mắt đó có chính duyên. Một là phải có con mắt. Cái hai là phải có đối tượng sự vật của con mắt. Thứ ba là có ánh sáng. Thứ tư là phải có khoảng cách. Ánh sáng thì mới có sự vật, mà không có ánh sáng thì không có sự vật. Phải vậy không? Rồi cái thứ tư là khoảng cách. Nếu tôi đưa khoảng cách ra xa thì sự vật nó chuyển biến xa. Tôi đưa khoảng cách ra vài chục cây số là sự vật biến mất. Nhưng mà cái thấy lúc nào cũng có. Dầu cho cái khăn này tôi đưa đi cả 10 cây số rồi thì cái khăn không có nữa, nhưng mà cái thấy vẫn còn. Thấy không có cái khăn nữa. Lúc mở ánh sáng ra thì sự vật đây nó hiện ra hết. Rồi khi tắt đèn rồi đó thì sự vật nó biến mất hết. Nhưng mà khi mở đèn ra thì cái thấy vẫn có. Khi tắt đèn tối thui, sự vật không có nữa, nhưng mà cái thấy vẫn có. Nó thấy tối thui. Bây giờ nhắm mắt lại coi, mày phải thấy tối ở trước mắt mày không? Nói về sự vật đó, không gian đó, khoảng cách đó, có lúc có lúc không. Cái khăn này có lúc không, mà cái thấy lúc nào cũng có. Cái khoảng không gian di chuyển thì có di chuyển tới lui lên xuống, nhưng mà cái thấy không có di chuyển. Còn cái phòng này đã, nếu có ánh sáng thì cái sự vật hiện ra, mà không có ánh sáng thì sự vật mất đi. Nhưng mà có ánh sáng thì cái thấy cũng vậy, mà khi tắt đèn hết trơn tối thui, sự vật mất đi, cái thấy cũng vậy thôi. Thì bây giờ tôi cho thí dụ nữa. Bây giờ tôi cầm cái khăn trên tay này, có cái khăn trên tay không? Có không? Có. Rồi bây giờ tôi để thêm cái khăn nữa nè, thêm hai cái. Có hai cái khăn trên tay tôi không? Có. Cái khăn có nhiều không? Cái khăn có nhiều không? Nhiều không? Nói cho mạnh chút, nhiều không? Nhiều. Rồi bây giờ tôi đưa cái khăn lên nè, thấy cái khăn không? Rồi tôi đưa hai cái khăn, có thấy cái khăn không? Cái khăn có nhiều không? Cái thấy có nhiều không? Cái thấy nhiều không? Bây giờ không phải trả lời vậy. Trời ơi, bây giờ hiểu chưa? Thành ra sự vật nó có chính điều khiển, còn cái thấy chẳng có điều kiện nào hết. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hình thức. Tâm kinh, nếu mà ông bà trở về cái linh hồn này rồi thì thành Phật ngay bây giờ và tại đây.
để thành Phật lai rai từ từ không? Phải tu tịnh độ mới thành Phật không? Hay là tu thiền tông mới thành Phật? Hay là tu tứ niệm xứ mới thành Phật? Tu cái nào mới thành? Hả? Sao tu tịnh độ mới thành hả? Một pháp môn khác không thành hả? Pháp môn nào cũng là dối gạt hết, không có pháp môn nào thành Phật được hết á. Phật là không có pháp môn, nhưng pháp môn này để đưa tới Phật. Nếu chúng ta tu trên hình tướng, trên tuổi thọ, trên mắt tai mũi lưỡi, trên các căn, thì chúng ta về phàm thánh đồng cư hạ phẩm thôi. Còn nếu chúng ta tu trên linh hồn, chúng ta qua trung phẩm là phương tiện hữu dư của nhập lưu nhất dẫn lại, đây mới là đạo Phật. Còn tu hạ phẩm là dối gạt của Như Lai thôi, gai gạt mình thôi. Khi mình vô đó, Ngài mới chỉ mình qua cái trung phẩm, thì đây mới là đạo Phật. Còn tu tứ niệm xứ, niệm thân bất tịnh, niệm thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là dối gạt, đưa về cõi trời thôi, không có thành Phật. Nhưng mà đi đó rồi, đó là chúng ta mới bắt đầu qua niệm thân như thân, niệm thân trên thân, niệm thọ trên các cảm thọ, đây mới là qua đạo Phật. Hai cái khác nhau rất xa. Còn ở đây nếu mà niệm Phật mà tập trung vào câu niệm Phật, Nam bước bước, A-di-đà bước bước, Phật bước bước, tập trung vào câu niệm Phật này, có tiếng ca vọng cổ, tiếng ca tân nhạc này kia, gạt bỏ hết, tập trung vào câu niệm Phật thôi, thì cái này sanh về, đây là người trời đấy. Nếu có phát nguyện nữa là sanh về hạ phẩm phàm tánh đồng cư, chưa phải là đạo Phật. Đây là người trời, thành ra kêu là phàm thánh, người phàm mình, sanh về đó ở chung với thánh mới đắc quả được. Còn bây giờ tôi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì có tiếng niệm Phật không? Nam Mô A Di Đà Phật có tiếng niệm không? Có. Bây giờ tôi không niệm nữa có tiếng không? Có không? Rồi bây giờ tôi hỏi lại, nghe cho rõ không? Bây giờ tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghe tiếng niệm Phật tôi không? À, bây giờ tôi ngưng, tôi không niệm nữa có nghe không? Nghe không? Tôi hỏi hai câu khác nhau, phải thấy không? Cái đầu là tôi hỏi cái tiếng niệm Phật, cái sau là tôi hỏi cái tâm linh hồn niệm Phật, hai câu khác nhau. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tiếng niệm Phật không? Bạch sư, có. Đúng. Bây giờ tôi ngưng, tôi không niệm nữa có tiếng niệm Phật không? Bạch sư không. Đúng. Bây giờ tôi không hỏi cái tiếng nữa, không hỏi sự vật nữa, mà tôi hỏi cái linh hồn của ông bà. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghe không? Nghe. Bạch sư nghe. Bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không? Không nữa. Ai nói không? Ai nói không đưa tay lên nè. Bây giờ tôi hỏi lại. Rầu quá, cái pháp môn này tôi đây rầu quá. Bây giờ tôi hỏi lại, giờ cái này là qua cái phàm thánh đồng cư hay là hạ phẩm hay trung phẩm á, khác nhau một chút xíu ha. Mà nó qua trung phẩm đấy. Bây giờ nghe trả lời cho rõ ha. Bây giờ tôi ngồi đây tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có nghe không? Nghe. Bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không? Nghe hay không trả lời cái là nghe hoặc là không. Ai nói không nè đưa tay lên. Ai nói không nghe đưa tay lên. Có mình cô này, hai cô. Ai nữa? Ai nói không nghe đưa tay lên. 1, 2, 3, 4, 5 6 người không nghe. Thì 6 cái đầu trọc rồi đó. Tôi hỏi là hỏi cái nghe, chứ tôi không hỏi cái tiếng. Nghe là cái tâm, cái linh hồn nghe. Mà hãy có tiếng niệm Phật thì có linh hồn, mà không tiếng niệm Phật linh hồn nó mất chết rồi.
Như vậy là mấy ông bà không có linh hồn. Hãy cái xác thân này chết rồi linh hồn chết luôn. Chịu không? Tôi đã giảng mệt muốn chết rồi, tôi nói xác thân này cái chết nhưng mà cái linh hồn không bao giờ chết. Mà linh hồn nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó đi. Tôi có giảng không? Rồi bây giờ tôi hỏi là tôi niệm Nam Mô A Di Phật có nghe không? Bạch sư nghe. Bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không? Không, chết rồi. Thì tôi đã nói cái linh hồn mình đó, nó là một cái vô lượng vô biên. Như hồi đó cái cô kia hỏi đó, thành ra linh hồn của chúng ta đó thì một thứ, nhưng mà cái số chủng tử thiện ác trong đó, tội lỗi, kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi khác nhau hết. Mà nếu chúng ta không nhận cái linh hồn mà nhận cái số chủng tử, kinh nghiệm, kiến thức thì chúng ta khác nhau. Còn nếu chúng ta nhận cái linh hồn thì chúng ta bằng chư Phật. Mà phải nhận 24/54 à, nhập lưu nhận có 1/4 à. Đó, thì cái chủng tử trong này nó đầy nhóc hết trơn, thiện ác vô ký, một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp vẫn tiếp tục ở trong cái linh hồn mình. Bởi cái linh hồn nó bao lượng vô biên. Mà cái chủng tử mình vô nhiều kiếp nó không thua với linh hồn, nó không ăn thua gì hết. Nó chỉ là một đống cát trong bãi sa mạc thôi. Đó, thì khi mà niệm vậy rồi, cái lần mình niệm được 1000 câu, nhất 1000 câu niệm Phật thì vô trong linh hồn 500 câu, còn 500 câu nghĩ chuyện khác. Thì chủng tử thiện ác nó lọt trong đó 500 câu. Thì vô đó chủng tử ác nếu kiếp trước mình không có tu, nó sẽ tiêu diệt chủng tử niệm Phật còn có 200 thôi. Rồi mình bền bỉ tu là bền, tức là tinh tấn, mình bắt đầu bữa nay 200, mai thêm 300, 500, lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy ở trong đó. Nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác lại. Khi nó đầy rồi tự nhiên nó tràn ra. Mình muốn niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm Phật. Mình khỏi niệm nữa. Tự nhiên trong linh hồn nó tràn ra. Mà linh hồn tràn ra đó thuộc về Bát Nhã. Nhưng mà tư tưởng mà nghe tiếng niệm Phật mình tống trở vô thuộc về Quế Độ. Còn ở trong nó tràn ra thuộc về Tịnh Độ. Tịnh Quế giao lưu nhau. Thì đây là cõi nhị thiền của sắc giới chứ không phải cõi Phật. Đây là cõi trời nhị thiền sắc giới. Còn cái đạo Phật cũng giống hệt vậy. Nhưng mà người ta nắm cái linh hồn. Từ linh hồn người ta niệm Phật trở ra, rồi người ta nhận cái quân chủng tử niệm Phật quân tập trở vô, rồi từ linh hồn người ta hiện hành nó ra. Còn mình nắm ở trên tư tưởng, mình nghe linh hồn hiện ra, mình tống trở vô, hai cái giống hệt nhau, tương tự nhau nhưng mà khác nhau hoàn toàn. Nếu mình tu trên linh hồn thì từ linh hồn mình nắm cái chủng tử, mình cho nó phát hiện. Còn cái này không được, nó đầy tự nó phát hiện ở là mình dùng cái tư tưởng tống nó vô, hai cái giống nhau mà khác nhau. Một người đứng trên tư tưởng, một người đứng trên Bát Nhã. Nếu nhận lầm cái tư tưởng này, Bát Nhã thuộc về ngũ âm mà. Còn nếu không nhận lầm thì thôi. Thì chúng ta tu là tu trên tư tưởng hoặc trên Bát Nhã. Trên vấn đề tập trung hoặc là trên vấn đề lắng nghe của linh hồn. Thì tu trên linh hồn là tu theo đạo Phật. Rồi tu theo tư tưởng là tu theo Quế Độ. Tôi đã nói linh hồn mà chứa đủ thứ hết đó. Chủng tử ác có, chủng tử thiện có, chủng tử vô ký có, chủng tử niệm Phật có. Mà khi mình ngủ rồi mắt tai mũi lưỡi nó nằm êm hết, thì linh hồn nó làm việc một mình. Trong di thức kêu là độc đầu ý thức. Tức là ý thức làm việc một mình. Còn bây giờ mắt thấy tai nghe kêu là ngủ câu ý thức. Ý thức làm việc với mắt, với tai, với mũi, với lưỡi, với thân. Thì cái linh hồn rất là yếu. Còn khi mình ngủ mắt tai mũi lưỡi này êm rơ hết thì kêu là độc đầu ý thức suy nghĩ một mình thôi. Thì bây giờ linh hồn mặc sức mà nó hiện. Mà chủng tử ác thì mình khó nhiều kiếp, tôi bây giờ cũng còn. Nhưng mà nhờ niệm Phật nhiều ra chủng tử ác nhiều khi nó nổi lên không nổi. Vậy thì trước khi dứt lời, khi hẹn khi khác, một lần nữa cầu chúc cho Pháp hội chúng ta tiêu đời gặp mặt ở xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà hết, còn không là tôi nhận nước. Nam mô A Di Đà. Với nụ cười ánh mắt
đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công khóa hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con tri thức thêm lòng từ bi.